Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã ghé đến kênh Danny Official của mình nha. Hôm nay cùng gia đình mình tập hợp coi gia đình mình mua cái gì mà nó siêu to khổng lồ bự quá trời bự luôn. Mà hả, hai người nè khiêng nè, nó không có ra đằng sau được, phải dỡ cái thùng giấy ra thì quả may á, mới lọt qua cái cửa dưới đằng sau nhà mình. Chuyện là gia đình mình cũng tính mua tủ lạnh từ lâu rồi, tại vì cái tủ lạnh cũ của nhà mình á, xài cũng hơn chục năm rồi mà nó nhỏ xíu à, đựng không có được bao nhiêu đồ hết trơn á, rồi cái ro nó bị hư hết trơn. Nên là ba mẹ mình á, hồi tháng trước đã dự tính đi mua cái tủ lạnh mà bự bự giống vậy rồi nè. Nhưng mà lúc đó là ở điện máy chợ lớn người ta hết hàng rồi, người ta mới hẹn lại là tháng 12 người ta sẽ về hàng. Chủ nhật tuần rồi thì ba mẹ mình có ghé ra điện máy chợ lớn ở ngoài chi nhánh quận 5 á các bạn, thì các bạn lên mạng sạch địa chỉ nha, chứ mình cũng không có nhớ rõ nữa. Rồi đặt cọc nè. Qua hôm sau buổi tối tầm 7 giờ mấy gần 8 giờ thì người ta giao tới. Bây giờ mình sẽ hỏi ba mình mấy cái nút này là cái gì, do là mình ở trên mình coi nhà. Cô là này hỏi chỉnh gì đó này chơi chứ nó là này là bình thường á, còn này là đông nhanh nè. Cái... còn chính giữa là cái gì? Đây là tăng nè, cũng là giảm nè. Cái tủ lạnh này về hàng lúc đầu á thì gia đình mình bàn tính là tính mua cái tủ có hai cái cửa là tầm 20 mấy 30, nhưng mà cái tủ đó thì nó hơi nhỏ với lại đựng đồ không có được nhiều. Sau xem qua tính lại thì thấy gần đến Tết rồi nên thôi mua cái tủ này, nó vừa bự nè, nói chung giá cả là phải chăng mà đựng lại được nhiều đồ nữa. Được một cái tủ lạnh này còn có chức năng là làm đá tự động nữa các bạn, thích ghê luôn á. Bình thường mình hay uống nước đá mà mình phải bỏ vô cái bao rồi xong rồi lấy cái chài để đập á, còn giờ là mình chỉ cần lấy cái này ra nè, sau đó mình sẽ mở cái nắp ra giống như ba mình hướng dẫn trong video á các bạn, rồi các bạn sẽ cho nước đầy vô trong này, sau đó các bạn sẽ đóng cái nắp lại đó. Bây giờ mình sẽ cho nó vô cái khớp nha, nhớ là vô cái khớp nha. Rồi sau đó tầm 3 tiếng á thì nó sẽ đông đá, rồi nó làm đá tự động. Kế bên đó là một cái hộc nè, là người ta ghi ultra fest gì á, là nghe nói là để những cái đồ mà mình xả đông á cho nó tươi mới được 7 ngày luôn. Lúc đầu thì gia đình mình tính mua cái tủ lạnh hai cửa, nhưng mà bạn đi tính lại sợ để không có đủ đồ nên thôi mua một cánh thôi, rồi để cho nó nhiều, với lại nó cũng tiện lợi tiết kiệm điện nè. Chủ yếu là mua cái tủ bự bự để đầy đồ, tại vì nhà mình năm nào cũng mua đồ tùm lum tùm la không có chỗ để. À, cái tủ lạnh khi mà người ta giao về á là còn mấy cái siêu và mấy cái băng keo luôn. Đặc biệt á là chưa có cắm điện liền nha các bạn. Các bạn phải để tầm 3 đến 4 tiếng á, nhưng mà nhà mình để qua bữa sới không sao luôn mới cắm điện. Rồi ba mình bỏ nước vô ngay cái ngăn hồi nãy á, là chiều về á là nó làm đá tự động đã lắm luôn á. Ta nói bình thường á, các bạn mua một cái điện thoại hay mua một cái gì đó là các bạn khui siêu là khui có một lần thôi. Còn cái này mà khui cũng lạnh mới mà khui siêu á, dán băng keo chắc mấy chục cái luôn á các bạn. Ba mình hỏi mình á là mấy cái xéo xéo ngay cái cửa này là có cần tháo không con. Cái mình nói là thôi kệ để đi ba. Tại vì mình tháo mấy cái nào mà mình cần thiết mình xài thôi, còn mấy cái bên hông thì để cho nó chống sốc. Tủ lạnh Toshiba GR AG66VE. Tủ này nếu mà giá gốc là 20890, nhưng mà đợt đó khuyến mãi mình không biết là có thẻ thành viên được giảm giá hay là không cần thẻ thành viên cũng được giảm giá, nhưng mà nhà mình có thẻ thành viên màu đen á, làm thẻ gì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà gia đình mình chỉ trả cái tủ lạnh này chỉ còn 18857, được tặng thêm 1 năm bảo hành và phiếu mua hàng 11 triệu. Nhưng mà cái phiếu mua hàng đó hồi đợt mẹ mình mua điện thoại với mua này kia cũng được cho, nhưng mà thấy không có cần thiết để xài gì hết trơn. Ai có nhu cầu thì mình cho nha. Thì hôm bữa chủ nhật ba mình đã đặt cọc 1857 số lẻ trước, rồi qua hôm sau người ta dạo lại thì đưa 17, nhưng mà cho thêm hai cái người vận chuyển đó thêm 100 để uống cà phê. Ta nói cái tủ lạnh này Toshiba nhưng mà sao ghi của Thái Lan mình cũng không hiểu nữa. Này là mặt kính nên rất là dễ bể, phải cẩn thận. Các bạn cùng đón chờ những clip sau coi gia đình mình full tủ rồi gồm có những gì nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nè.